Thầy trò chúng ta sẽ đến với bài học là các bài toán sau rút gọn biểu thức căn bậc 2. Và hôm trước chúng ta đã học bài rút gọn rồi, với dạng thứ nhất là dạng gọi là vô cùng dễ. Đó, tính giá trị của biểu thức tại x bằng a. Về phương pháp là ta thay x bằng a vào x của cái biểu thức đã cho, và mình kiểm tra cho nó có thỏa mãn điều kiện hay không. Sau đó mình tính toán căn thức rút gọn và được kết quả. Chúng ta sẽ áp dụng với ví dụ số 1. Cho biểu thức A bằng 2 căn x cộng 3 phần căn x trừ 2 với x lớn bằng 0 và x khác 4. Đây là điều kiện xác định của phần biểu thức này thôi. Tiếp theo yêu cầu là tính giá trị của biểu thức A với x bằng 25. Thì mình nhận thấy là số 25 có thỏa mãn điều kiện xác định không? Có lớn hơn 0 và khác 4 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm. Bài làm. Bây giờ ta thay x bằng 25 mở ngoặc thỏa mãn chữ điều kiện xác định được viết tắt nhé vào biểu thức A A bằng 2 lần căn bậc 2 của x thì thay bằng 25 cộng với 3. Phần ở mẫu ta có căn bậc 2 của x thì ta thay x là số 25 và rồi trừ đi 2. Căn của 25 là 5 thì ta có là 2 nhân 5 cộng với 3. Phần căn bậc 2 của 25 là 5 trừ đi 2. Và trên tử được 2 nhân 5 là 10 cộng 3 là 13 phần 3. Và bây giờ ta kết luận thôi. Vậy A bằng 13 phần 3 à, hay là với cũng được x bằng 25. Với cái thể loại toán này và với ví dụ số 1 thầy giới thiệu cho các con, thì các con có ai có ý kiến cần hỏi gì thầy không? Không ạ. Thầy trò chúng ta sẽ đến với ví dụ số 2 là cho biểu thức C bằng 2 căn x trừ 5 phần 3 căn x cộng 2 với x lớn bằng 0 để tồn tại biểu thức này, bởi vì là x nằm trong căn bậc 2. Yêu cầu tính giá trị của B khi x bằng 49 thì 49 có lớn hơn 0 không? Có thỏa mãn đúng không? Và bây giờ chúng ta chỉ việc thay vào thôi. Biết thỏa mãn là bây giờ mình tính đi. Không thỏa mãn thì mình không tính được. Bài làm. Và cũng theo mẫu hay x bằng 49 mở ngoặc thỏa mãn điều kiện xác định vào biểu thức B ta được B bằng 2 lần căn bậc 2 của x là căn bậc 2 của 49 trừ đi 5 phần 3 lần căn bậc 2 của x là x thay bằng 49 vào rồi cộng với 2 bằng 2 lần mình tính căn bậc 2 của 49 là 7 trừ đi 5 phần 3 lần căn bậc 2 của 49 là 7 cộng với 2 nhân chia trước cộng trừ sau, 2 nhân 7 là 14 trừ 5 này phần 3 lần 7 21 cộng 2 này và bằng 14 trừ 5 bằng 9 phần 23. Xong. Bây giờ kết luận là xong thôi. Đấy. B bằng 9 phần 23 khi x bằng 49. Dựa vào đó các con hoàn thiện nốt cho thầy ví dụ số 3 nhé.
Thầy sẽ giảng tiếp cho các con ở dạng số 2 ạ. Với cái dạng này thì cũng không khó đâu, là dạng giải phương trình P bằng A. Về phương pháp là đầu tiên chúng ta phải đi tìm điều kiện của ẩn. Tiếp theo là giải phương trình nhận được. Và cuối cùng là đối chiếu giá trị của ẩn nhận được với điều kiện, từ đó kết luận. Ví dụ cái giá trị này mà trùng với điều kiện xác định thì mình bị loại rồi. Đấy. Thì bây giờ để vận dụng vào thực tế, chúng ta sẽ đến với bài tập này. Ví dụ số 1. Cho biểu thức A bằng căn x cộng 1 phần căn x trừ 1 với x lớn bằng 0 và x khác 1 để tồn tại biểu thức A này thôi ạ. À. X lớn bằng 0 để nó tồn tại căn bậc 2 và x khác 1 để mẫu khác 0. Yêu cầu tìm x để A bằng 2. Thì để A bằng 2 tức là cái biểu thức của A này phải bằng 2, đúng không? Và chúng ta sẽ bắt tay vào bài làm như sau. Dạng này cũng không khó, làm trong một nốt nhạc xong. Chúng ta sẽ lý luận như sau: để A bằng 2 khi biểu thức của A là căn x cộng 1 phần căn x trừ 1 bằng 2. Rồi. Thì các con sẽ quy đồng con nhân chéo lên, nhưng thầy lưu ý với các con là khi chúng ta quy đồng nhân chéo thì chúng ta sẽ sử dụng mỗi tên gì ạ? Suy ra là căn x cộng 1 bằng 2 lần căn x trừ 1. 2 là 2 phần 1 mà con, 1 nhân với căn x trừ 1 vẫn là cộng 1, vẫn là chỉ nhỏ. Bây giờ mình tiếp tục tương đương. Được căn x cộng 1 bằng 2 căn x trừ 2. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng phương pháp, chúng ta chuyển vế đi. Tương đương ta sẽ có tiếp là căn x trừ 2 căn x bằng âm 2 trừ 1. Và chúng ta sẽ có là 1 căn x trừ 2 căn x là âm 1 căn x bằng âm 3. Âm 1 căn x bằng âm 3 thì căn x bằng mấy ạ? Bằng 3. Mà căn x bằng 3 rồi mình bình phương hai vế cho thầy. Thì chúng ta sẽ có là x sẽ bằng 9. Đúng không con? Thì thầy đã sẽ giải thích cho các con một chút như thế này nhé. Đó, đây nó chính là bình phương không? 3 9 là 3 bình phương này. Và bằng tương đương chúng ta sẽ có là gì ạ? X bằng 9. Ồ. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quá trình kết luận thôi. Tôi thầy đó tận dụng cái dòng nó đỡ cho đỡ nhiều, nên là thầy đó sẽ viết sang bên cạnh này nhé. X bằng 9 có thỏa mãn không ạ? Chúng ta nhìn nó có lớn hơn không không? Nó có lớn hơn không? Có khác một không? Có, như vậy giá trị bằng 9 này là thỏa mãn nhé. Thầy đó viết tắt nhé, nó có chữ TM là thỏa mãn ạ, và chúng ta khẳng định. Vậy để A bằng 2 khi x bằng mấy ạ? Bằng 9. Xong. Như vậy cái thể loại của dạng toán này thì cũng không có gì khó khăn cả. Cho biểu thức B bằng căn x cộng 4 phần căn x cộng 2 với x lớn bằng 0. Tìm x để B bằng 4 thì đương nhiên tương tự chúng ta sẽ thay B là biểu thức đã cho bằng 4 mà thành cái bài toán tìm x đơn giản của lớp 8 thôi. Chúng ta sẽ đến với phần bài làm. Để mình lý luận nào, để B bằng 4 khi và chỉ khi biểu thức của B là căn x cộng 4 phần căn x cộng 2 bằng 4. Và chúng ta sẽ khử mẫu đi bằng cách nhân chéo 4, mình hiểu là 4 phần 1 nha, mình dùng mũi tên suy ra. Nhớ là khi khử mẫu dùng mũi tên suy ra nhé, sẽ bằng căn x cộng 4 sẽ bằng 4 lần căn x cộng 2. Tương đương, bây giờ nhân tung nó ra, ta sẽ có là căn x cộng 4 bằng 4 lần căn x cộng 8. Sau đó các con sẽ chuyển vế cho thầy. Căn x trừ 4 căn x bằng 8 trừ 4. Chúng ta thu gọn 1 căn x trừ 4 căn x là âm 3 căn x
bằng 8 trừ 4 bằng 4. Vâng, và như phần trước thầy giáo sẽ tận dụng cái bảng chia làm hai vì nó còn rất là nhiều diện tích ạ. Thì chúng ta tiếp tục tương đương khi và chỉ khi tiếp này. Căn x sẽ bằng gì ạ? À, căn x sẽ bằng 4 chia âm 3. Ô, con ơi, căn x bằng 4 phần âm 3. 4 phần âm 3 là cái giá trị nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn 0. Cho nên có tìm được x không con? Không tìm được x. Suy ra x thuộc tập hợp gì ạ? Tập hợp dẫm. Thì các con có thể trả lời là vậy không tìm được giá trị nào của x, hoặc con có thể trả lời là vậy x thuộc tập hợp dẫm. Ôi con ơi, nhà bạn nào có em bé à? Và chúng ta sẽ đến với ví dụ số 3 là cho biểu thức C bằng 2 căn x cộng 1 phần căn x trừ 1 với x lớn bằng 0 và x khác 1, tìm x để C bằng 3. Và thầy đó mời bạn Ngô Trang sẽ làm cùng với thầy. Chúng ta sẽ đến với phần bài làm. Để C bằng 3. Vâng, đúng rồi, để C bằng 3, đấy là lý luận. Khi và chỉ khi biểu thức của nó là 2 căn x Là x cộng 1 phần trên căn x trừ 1. bằng 3. Sau đó con sẽ cử mẫu và lưu ý phải dùng mũi tên gì ạ? Tùy ra. Tiếp con. Con nhân chéo lên cho thầy nào. 2 căn 3 cộng 1. À, 3 lần 2 căn x cộng 1. À đâu? Căn 3 mình hiểu là 3 phần 1 đúng mi. không? Con nhân chéo lên. Là Vâng. con đọc lại cái này ạ, Ngô Trang ạ. 2 căn 3 cộng 1. Đâu, 2 căn x chứ. 3 này mình hiểu là Vâng. 3 phần 1. Đúng không? Thì Vâng. 1 nhân chéo lên thì được là 2 căn x cộng 1. Nhân 1 là chính nó bằng 3 lần 3 căn x nhân trừ 1. Rồi, bây giờ tiếp tục con nhân tung ra. 2 căn x cộng 1 bằng con nhân tung bằng ra 3 căn x 3 nhân âm 1 là âm 3, âm ta ghi dấu trừ. 3 Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng phương pháp chuyển vế là 2 căn x 2 căn x từ 3 trừ căn 3 x căn x bằng bằng âm âm 1 3 trừ 3. âm 1 trừ 3 hoặc âm 3 trừ 1. Thu gọn lại ta sẽ được là âm 2 căn x trừ 3 căn x thì được mấy con? Âm 1, đúng rồi. Âm 1 Bằng âm mấy ạ? Âm 4. âm Và từ 4 đó con suy ra căn căn x bằng mấy ạ? Âm 4 chia cho bằng âm 4 1. ạ. À vâng, đúng rồi, và bằng 4. Và đương nhiên chúng ta sẽ bình phương hai vế đúng không? Vâng. Và ta sẽ có là x bằng bao nhiêu ạ? 16. 16. 16 có thỏa mãn lớn hơn không và khác một không? Có Có thỏa mãn đúng không? Và bây giờ chúng ta chỉ cần kết luận thôi. Vậy C bằng 3 khi x bằng 16. Cảm ơn con. Bây giờ thầy giáo sẽ chia tất cả các con ví dụ số 6 xem mình làm đúng hay sai nhé. Với ví dụ số 6 người ta cho biểu thức H bằng 2 cộng 3 căn x cộng x phần căn x cộng 5 với x lớn bằng 0, tìm x để H bằng 1. Thì ở cái bài tập này thì với phương pháp tương tự như vậy chúng ta cứ tiến hành chúng ta làm thôi, theo mẫu thôi, sau đó tới khó khăn nào chúng ta sẽ tháo gỡ tiếp ạ. Để H bằng 1
khi và chỉ khi biểu thức của h là 2 cộng 3 căn x cộng x, 2 cộng 3 căn x cộng x phần căn x cộng 5 bằng 1. Và đương nhiên là tương tự chúng ta cũng nhân chéo lên thôi, chúng ta hiểu 1 là 1 phần 1 nhá. Mình nhân chéo lên nha, nhớ là khi mình nhân chéo lên rồi mình phải dùng mũi tên suy ra đi khử mẫu ạ. Chúng ta sẽ được là 2 cộng 3 căn x cộng 3. Vì sao nhân chéo lên? Vì 1 mình hiểu nó có giá trị là 1 phần 1 ý, thì 1 nhân cái tử vẫn là chính nó. Và cũng nhân chéo lên cũng được là căn x cộng 5. Rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quá trình 2 cộng 3 căn x cộng x. Đi nhầm đề bài chết nhá. Đấy, các bạn lưu ý cẩn thận nhá. Chỉ cần sảnh lên đi một dặm thôi đấy. Thầy viết một cái thầy thấy ngờ ngợ ngay. 2 cộng 3 căn x cộng x phần căn x cộng 5 bằng 1. Nhân chéo lên. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển vế. Bởi trong trường hợp này thì chúng ta không chuyển vế về hai vế đâu, mình chuyển hết về một vế, bởi vì x ở đây mình hiểu là căn x bình phương này nó giống như cái bài toán của lớp 8 ấy, thì nước đá sẽ giải thích tiếp cho các con có hiểu. Vì đây nó còn là x là căn x bình nữa, lúc trước nó không có x đâu, nó chỉ có mỗi căn x thôi. Thì mình mới chuyển, còn bây giờ mình chuyển hết về một vế cho thầy cái dạng này nhá. Tương đương ta sẽ có là x là căn x bình mình viết trước này, cộng với 3 căn x này, cộng với 2 này, trừ căn x này, trừ 5 này, bằng 0 này. Tương đương tiếp tục thu gọn x này, dương 3 căn x cộng với âm căn x thì được bao nhiêu? Dương 3 căn x cộng âm căn x thì được dương 2 căn x. Và dương 2 cộng với âm 5 thì được là âm 3 bằng 0. Thì các con hiểu cho thầy nhé, các con hiểu cho thầy là x nó chính là căn x bình phương con ạ. Đấy. Và nó thành cái bài toán mà hôm trước mình học đấy, chính là cái bài toán rút gọn. Bây giờ con sẽ sử dụng phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử cho thầy. 1 nhân âm 3 là âm 3, hai số nào nhân nhau là âm 3 cộng lại là 2, đó chính là 3 và âm 1. Đấy, thì mình tách cái số ấy ra. Mình tách cái số này ra. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp tách hạng tử đấy, đúng không? Chúng ta sẽ có tiếp tương đương căn x bình này cộng với 3 căn x trừ căn x là còn 2 căn x chưa, giả lại đề bài và trừ 3 bằng 0. Và chúng ta đã có được hai nhóm, nhóm thứ nhất này thầy giáo sắc sơn màu vàng, nhóm thứ hai là thầy sẽ sơn màu xanh đi. Và chúng ta sẽ được phân tích ra nào, tương đương này. Mình sẽ đặt căn x ra ngoài là nhân tử chung này. Nhóm màu vàng thì được là căn x cộng 3 này. Nhóm màu xanh thì thầy nào cũng đặt dấu âm ra ngoài thì nó sẽ được là căn x cộng mấy ạ? Cộng 3 bằng 0. Và tới giờ phút này nó đã đưa được về thành tích rồi. Đúng không? Tương đương tiếp, chúng ta sẽ có là căn x cộng 3 nhân căn x trừ 1 bằng 0. Đẹp rồi. Đây là bài toán phương trình tích thì các con được làm quen rất là nhiều rồi. Và chúng ta sẽ giải nó một cách dễ dàng thôi, đúng không? Thì tới đây là chúng ta sẽ suy ra là mấy trường hợp ạ? Ta sẽ suy ra là có hai trường hợp. Hai. Là căn x cộng 3 bằng 0 và căn x trừ 1 bằng 0. Tương đương chúng ta sẽ có căn x bằng âm 3. Âm 3 thì nhỏ hơn 0, trường hợp này bị loại rồi nhé. Bởi vì căn x làm sao bằng âm được. Và tiếp theo là căn x bằng 1. Căn x bằng 1 thì con bình phương hai vế cho thầy thôi. Và con sẽ có được x bằng mấy ạ? Bằng 1. Giá trị bằng 1 có thỏa mãn không? Có. Có thỏa mãn. Và tới giờ phút này thầy trò chúng ta sẽ khẳng định là vậy. Để h bằng 1 thì
bằng 1. Đấy, các con chữa vào. Còn thầy trò chúng ta sẽ đến với dạng đoán số 3 là giải bất phương trình. Về phương pháp là ta cũng thay A bởi biểu thức đã cho, chuyển tất cả sang trái để vế phải bằng 0. Để chúng ta xét cái thương hoặc cái tích lớn không hay nhỏ hơn không. Quy đồng rút gọn vế trái, không bỏ mẫu. Lưu ý nha, quy đồng rút gọn vế trái, không bỏ mẫu. Thực ra chúng ta vẫn có thể bỏ mẫu được, nhưng nếu mà bỏ mẫu nhiều bạn không vững thì sẽ bị nhầm. Xác định tử dương hay mẫu dương để loại bỏ và giải bất phương trình chỉ có tử hoặc mẫu theo dấu. Chúng ta sẽ đến với một ví dụ minh họa. Alo ạ. Thầy nói tiếp nha. Như vậy chúng ta sẽ đến với phần ví dụ minh họa đây. Con thấy ngay và đây là các cái bước của nó. Đầu tiên là mình phải thay vào, xong rồi mình chuyển hết vế bằng không nhá. Ví dụ. Việc đầu tiên tìm x để a nhỏ hơn 1/3 a thì chúng ta nhận thấy là a là biểu thức, bây giờ chúng ta sẽ thay vào thôi. Lý luận tương tự như phần giải phương trình. Để a nhỏ hơn 1/3. Khi và chỉ khi biểu thức của nó là căn x trừ 5 phần căn x cộng 5 nhỏ hơn 1/3. Rồi. Thì về phương pháp thì các con vừa mới ghi ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp chuyển hết về một vế để vế kia bằng 0, đúng không? Căn x trừ 5 phần căn x cộng 5 trừ 1/3 và nhỏ hơn 0. Tốt rồi. Tiếp tục chúng ta quy đồng, thu gọn, mình nhân chéo lên. Ta sẽ được 3 lần căn x trừ 5 trừ đi cái tổng căn x cộng 5. Con cho vào dấu ngoặc nha, có dấu âm rất nguy hiểm luôn, rất nhiều bạn sẽ bị nhầm. Phần 3 lần căn x cộng 5 nhỏ hơn 0. Tiếp tục chúng ta đi thu gọn tử nhé. Ta thu gọn tử là ta nhân ra là 3 căn x trừ 15 trừ căn x trừ 5 phần mẫu là 3 lần căn x cộng 5. Rồi. Bây giờ tiếp tục thu gọn tử là 3 căn x cộng với âm 1 căn x thì được bao nhiêu? Trừ 4 căn x. 3 căn x cộng âm 1 căn x thì còn được mấy ạ? Được 2 căn x. 2 căn x. Âm 15 với âm 5 là được âm 20. Phần mẫu chung 3 lần căn x cộng 5 nhỏ hơn 0. Đó, quên cái số nhỏ hơn 0, đấy là một lỗi rất hay gặp phải. Tiếp tục, thầy đã thực nghiệm mà phần bảng còn trống nên thầy đã sẽ ghi sang bên cạnh. Cái thương này nhỏ hơn không, các con quan sát cho thầy nha. Thương này nhỏ hơn không, phân số là phép chia, thương này nhỏ hơn không thì tử và mẫu phải khác dấu. Mà mình biết ngay cái mẫu nó dương thì tử phải gì? Âm. Thế nhắc lại, cái chỗ này là cái chỗ phân tích chìa khóa để mở ra cái bài toán này có lời giải. Đây là một phân số nhỏ hơn không, hay nói cách khác là phép chia tử chia mẫu nhỏ hơn không, thì chứng tỏ tử và mẫu phải khác nhau về dấu. Trong khi đó mẫu thì dương chứ, căn x cộng 5 là dương, nhân với 3 cũng dương, thì tử phải gì? Âm.
Đấy, như vậy chúng ta sẽ suy ra. Khi khử mẫu rồi ta dùng cái tên suy ra là hai lần căn x trừ 20 phải có giá trị nhỏ hơn không. Vì sao? Vì mẫu chúng ta có là gì ạ? Vì 3 lần căn x cộng 5 thì lớn hơn không, đúng không? Từ vào mẫu khác bộ khác dấu thì giải cái bất đẳng thức này bây giờ thì ngon rồi. Cái bất phương trình này thì ngon rồi. Chúng ta sẽ chuyển âm 20 sang, ta có là hai căn x nhỏ hơn 20 dạng ngày lớp 8 thì nó dạy các con quá nhiều rồi. Tiếp tục chúng ta chia cái vế cho số dương 2 thì dấu của bất phương trình vẫn được giữ nguyên. Ta có căn x nhỏ hơn 20 phần 2, đó chính là có giá trị là bằng mấy ạ? Bằng 10. Sau đó con bình phương hai vế cho thầy. Nhỏ hơn 10 bình phương. Và chúng ta sẽ có giá trị là x nhỏ hơn 100. Nhưng tới giờ phút này bạn nào kết luận là bị sai ạ? Bởi vì bạn ấy bảo là x nhỏ hơn 100 thì a nhỏ hơn 1/3 là bị sai. Bởi vì x là số âm được không? Điều kiện này này. Còn có điều kiện là x lớn hơn không không? Đấy, cho nên ở đây các con phải có là kết hợp với điều kiện xác định. Kết hợp với điều kiện xác định. Là x phải lớn hơn hoặc bằng 0 thì ta sẽ kết luận là vậy. X nhỏ hơn 100 là đúng rồi. Nhưng còn phải làm nhiệm vụ là lớn hơn hoặc bằng mấy? Bằng 0 thì a chúng ta sẽ nhỏ hơn 1/3. Như vậy chốt lại ở cái dạng này là đầu tiên là chúng ta thay vào, đúng không? Thay vào sau đó mình chuyển hết về một vế để một vế bằng 0. Sau đó chúng ta tính toán và thu gọn nhưng không được khử mẫu. Và tới cái bước này rồi chúng ta đi lý luận. Nó lớn hơn 0 hay nhỏ hơn 0 thì tùy từng bài. Chỉ trong trường hợp bài này nhỏ hơn 0 thì tử vào mẫu khác dấu. Trong đó mẫu nhìn thấy 10-10 nó dương thì tử phải âm. Và từ đó chúng ta sẽ giải được ra cái bài toán của x. Nhưng nhớ phải kết hợp với điều kiện xác định thì mới đưa ra được kết luận chính xác. Các con chữa ví dụ số 1 vào. Còn chỗ nào chưa hiểu thì con hỏi lại thầy nhé. Hiện đầu tiên chúng ta thay vào ta lý luận được để b nhỏ hơn hoặc bằng 2 khi và chỉ khi biểu thức của b là 2 căn x cộng 1 phần căn x trừ 3 nhỏ hơn hoặc bằng 2. Và chúng ta cũng sẽ chuyển vế để một vế bằng 0. Tương đương ta sẽ có là 2 căn x cộng 1 phần căn x trừ 3 trừ 2 nhỏ hơn hoặc bằng 0. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quá trình quy đồng như phương pháp, đúng không? 2 là 2 phần 1 nhân lên vẫn là chỉ nhỏ rồi. 2 căn x cộng 1 trừ đi 2 lần căn x trừ 3 phần mẫu thức chung và căn x trừ 3. Tiếp theo ta nhân tung ra để phá ngoặc, ta sẽ có là 2 căn x cộng 1 trừ 2 nhân căn x là trừ 2 căn x, trừ 2 nhân trừ 3 là dương 6 phần căn x trừ 3. Đấy, quên phải ghi nhỏ hơn là bằng 0 nữa. Nhiều khi mải làm là quên đấy. Sau đó chúng ta tiếp tục thu gọn ở trên tử. Dương 2 căn x cộng với âm 2 căn x là hết. Như vậy ở trên tử chỉ còn duy nhất là 1 cộng với cả 6 là 7 phần căn x cộng 3, căn x trừ 3 nhỏ hơn hoặc bằng 0. Ui tốt rồi, tới đây thì lại mở ra được phân tích rồi, đúng không ạ? Chúng ta nhận thấy là đây là một phân số âm hoặc bằng 0. Thì phân số âm thì tử và mẫu phải khác dấu. Thì mình lại nhìn thấy ngay trên tử là dương thì mẫu phải gì ạ? Âm. Từ đó chúng ta sẽ suy ra. Chúng ta suy ra căn x trừ 3 phải nhỏ hơn 0. Đừng ai ghi căn x trừ 3 bằng 0 là sai nhé. Mẫu là bằng 0 được. Mở ngoặc vì sao? Vì 7 là một số lớn hơn 0. Thế thì mình lại chuyển vế thôi và mình làm được. Tương đương
ta sẽ có căn x nhỏ hơn 3. Xong rồi mình bình phương hai vế. Nhỏ hơn 3 bình phương tức là x nhỏ hơn 9. Nhưng ở đây chưa được kết luận vội ngay, bởi vì còn phải kiểm tra điều kiện xác định nữa là x lớn bằng 0 và x khác 9. Chúng ta sẽ có tiếp là kết hợp. Với điều kiện xác định x lớn hơn hoặc bằng 0, x khác 9, và ta sẽ kết luận là gì? Vậy x phải lớn hơn hoặc bằng 0, đúng không? Và còn phải nhỏ hơn 9 nữa. Nhỏ hơn 9 là khác 9 rồi, thì b sẽ nhỏ hơn hoặc bằng mấy ạ? Bằng 2. Các con chữa bài vào, còn chỗ nào chưa hiểu thì con lại hỏi thầy để thầy giải đáp ạ. Vâng, và sau đây thầy giáo sẽ chữa cho các con ở cái ví dụ số 3 là cho biểu thức P bằng căn x cộng 1 phần căn x. Tìm x để biểu thức P lớn hơn 3 phần 2, tương tự như vậy chúng ta cũng xét để làm thôi. Bài làm chúng ta sẽ có là để P lớn hơn 3 phần 2 khi nào? Khi biểu thức của P là căn x cộng 1 phần căn x phải lớn hơn 3 phần 2. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng phương pháp chuyển vế để một vế bằng 0 đi. Ta có là căn x cộng 1 phần căn x trừ 3 phần 2 phải lớn hơn gì nào? Lớn hơn 0. Tiếp tục chúng ta quy đồng lên, nhân chéo lên 2 lần căn x cộng 1 trừ đi 3 lần căn x phần 2 lần căn x phải lớn hơn 0. Tiếp tục chúng ta nhân tung ra, ta sẽ có là 2 căn x cộng 2 trừ 3 căn x phần 2 căn x nhỏ hơn 0. Tiếp tục chúng ta sẽ phân tích tiếp thôi. Cái này thì ngon rồi đúng không ạ? Thu gọn tử đi. Tương đương 3 căn x cộng âm 2 căn x thì còn âm 1 căn x cộng với 2 phần 2 căn x nhỏ hơn. Ôi đấy, thì ta biết nhầm bên này. Đây nó phải lớn hơn gì ạ? Lớn 0 nhá. Sửa ngay, nhầm nhò sang tròn tròn là chết. Tốt rồi. Thì đây là một phân thức nhỏ hơn 0, chứng tỏ tử và mẫu phải khác dấu, trong khi đó mẫu là dương chưa? Đây x lớn hơn 0 thì hai căn x lớn hơn 0. Hai căn x lớn hơn 0 thì tử nó phải lớn hơn 0 thôi. Đúng không nào? Đấy. Tương đương. Bây giờ chúng ta suy ra nào. Suy ra là âm căn x cộng 2 phải nhỏ hơn gì ạ? Nhỏ hơn 0. À đâu? Tự dưng lại choáng choáng nhỉ? Còn đây, âm căn x cộng 2 phải sao ạ? Lớn hơn 0, đúng không? Vì 2 lần căn x lớn hơn 0. Được chưa ạ? Đây là một phân thức của nó là lớn hơn 0 thì tử và mẫu phải cùng dấu. Trong khi đó mình nhìn thấy ngay mẫu nó dương thì tử phải gì ạ? Tử phải dương, tử phải ăn theo mẫu, bởi vì tử có lúc âm lúc dương, còn mẫu nó xác định cụ thể rồi. Và chúng ta tương tự chúng ta sẽ chuyển vế tiếp. Âm căn x lớn hơn âm 2. Rồi mình chưa được đâu nha, nó còn vướng dấu âm đấy ạ. Âm không được bình phương đâu, mình phải để dương mới được nha. Mình chia cái vế cho âm 1 thì dấu đảo chiều. Căn x nhỏ hơn dương mấy ạ? Dương 2, rồi con bình phương hai vế cho thầy. Nhỏ hơn 2 bình phương thì tương đương chúng ta sẽ có là x nhỏ hơn mấy ạ? Nhỏ hơn 4. Sau đó chúng ta sẽ kết hợp. Với điều kiện xác định là x lớn hơn 0, chúng ta sẽ kết luận là vậy.
x thì phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn mấy nữa? Nhỏ hơn 4 thì p lớn hơn 3 phần 2. Để các con chữa bài vào. Không ai đúng ạ? À, có một bạn đúng đúng không? Nhưng mà bạn này còn chưa kết hợp với điều kiện xác định là nó phải lớn hơn 0 nữa cơ. Hôm sau chúng ta học tiếp về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất này, rồi giá trị nghiệm nguyên nữa. Và thầy giáo sẽ chuyển cho các con một cái video nữa để các con xem và chuẩn bị trước, sau đó hôm sau chúng ta học tiếp. Bạn nào ghi xong nội dung thì chúng ta có thể thoát ra ngoài và được nghỉ ngơi. Hẹn gặp lại các con vào buổi tối ngày thứ bảy. Chào thầy. Em chào thầy.